Hello, chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của Máy tính Cung Mai. Thì hôm nay mình sẽ mổ bụng một em SSD của kênh Spec, hàng hàng của ông anh Mao Trạch Đông nhé. Mà gần như là tất cả các ổ SSD giá rẻ thì nó cũng như nhau hết. Thì bây giờ mình sẽ mổ bụng ra cho anh em xem nhé. Thì để tránh mất thời gian của anh em thì mình đã cạy sẵn nó ra rồi. Vỏ ngoài thì làm bằng hợp kim bằng nhôm nhé. Nhôm. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cạy sẵn nó ra rồi, mình sẽ mở ra cho anh em xem. Đây, đây là bên trong của em, nó rất nhỏ gọn. Với chiếc ổ giá rẻ hiện nay ấy, thì nó sẽ rơi vào khoảng độ trên dưới 300.000 một chiếc, 128GB, 120GB nhé. Nhưng mà chất lượng của nó thì cực kỳ kém anh em nhé. Anh em cân nhắc nên mua những cái ổ thương hiệu này. Hãy dùng hàng thương hiệu hãng thì nó sẽ ok hơn, giá có thể chênh thêm 100.000 nữa nhưng mà nó sẽ đảm bảo hơn rất nhiều nha. Khi mình tháo ra thì sẽ nhìn thấy là con chip nhớ của nó này. Chip nhớ của nó thì gần như được tận dụng lại của những cái chip khác hay sao ấy, hoặc là họ có thể họ mua cái mua OEM. Thì họ đã xóa cái tên của thương hiệu nhà sản xuất đi rồi. Ở đây thì nó chỉ có cái số series này thôi, mấy cái mã số này thôi. Đấy, thương hiệu gì thì mình chả biết được. Đấy, thường thường nó có sẽ Hilux hay là Toshiba hay là Samsung hay là gì, nó sẽ dập in vào đây này. Còn ở đây thì nó lại không có in cái gì. Rồi bây giờ mình sẽ tháo lên để xem cái mặt trên nhá. Ồ, bà đi ra ngoài kia chơi đi để bố làm việc. Ra bảo mẹ bóc cho, ra bảo mẹ bóc kẹo chứ đi. Đi ra bảo mẹ bóc kẹo. Nhanh 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 nhanh. Con nhóc con này mình hôm nay nó không có đi học nên là nó đang vừa nghỉ thứ bảy chủ nhật. Ừ được rồi, để đấy, để bố làm cho. Khuyên anh em là không nên mua cái ổ giá rẻ nhá, nó sẽ rất chi là chất lượng rất chi là kém. Rồi đây là cái mặt trước này và đây là mặt sau. Mặt sau này cũng là một con chip nhớ như thế. Cái này nó sẽ dùng hai con chip nhớ 64GB cộng nhân 2 lên thành 128GB. Thì bên này nó sẽ dự trù này, nắp hai con như thế này vào hai bên này nữa thì nó sẽ lên đến 256GB đó. Và khi mà lắp đủ 4 con ấy thì nó lại chạy lại, nó chạy lại cái trình điều khiển ấy ở trên đây. Bây giờ nó tích hợp hết những trình điều khiển vào chung một cái con chip này rồi. Và cái con chip này nó là cái thương hiệu gì thì mình cũng chả rõ nó là cái thương hiệu gì. Đây để mình cậy nó ra xem này. Hình như nó cũng không có tem nhãn gì đâu ấy. Không biết chip là chip của thương hiệu gì. Initor in Initio con chip đọc méo có mồm các bạn ạ. Thì bây giờ nó, tất cả các trình điều khiển thì nó làm trên con chip này rồi, và nó khi mà nó nạp cái file firmware vào đấy để điều khiển hai con chip nhớ này, này
Thì đây, thì khi mà nó lắp thêm 42 con nữa vào đây, tổng là 4 con chip nhớ 64GB thì sẽ thành 256GB. Thì trên này nó sẽ nạp lại cái firmware ở trên cái con chip này nhé. Còn đây là cái phần chia nguồn nuôi thôi, không có gì nữa, rất đơn giản. Rồi, video của mình đến đây là tạm dừng kết thúc. Cảm ơn anh đã xem video nhé. Hãy cho mình xin một đăng ký kênh để mình sẽ review thêm nhiều loại ổ cứng hơn nữa. Đây là một loại thương hiệu của King Spec nhé. Đây, King Spec của Trung Quốc. Ok, thì video sau mình sẽ làm sang thương hiệu khác anh em nha. Hãy đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video nữa.